Thứ xứ nước ở trong đây là Dominican ha. Đây nó kêu là flea market, food truck. Hôm nay là chủ nhật nha. Mình đi bên kia, mình chạy qua bên đây. Wow, thơm quá. Nhưng mà mình mới ăn rồi, mình không có ăn nổi. Sushi nè. Gió bên kia nãy không có gió nên nó nóng, bên đây đang có gió nên mát mát chút. Hỏi mướn tiệm ha, chị bán chỉ có chiếc xe thôi, rồi chị bán kiếm ăn được rồi nè, đó vô đây đậu mỗi ngày. Flea market.
trời đồ ăn. Trời mà nó bán một cái xe đồ ăn. Giờ mình đi vô trong trời bên trong. Nãy ngoài đường là đồ ăn, giờ ở đây là nó bán đồ. Giống trời trời phô mô nè không? Vàng bạc ghê không? Đó, bóp hiệu nè, tự giỡn. Đồ giả. Đó, bây giờ mà mua đồ giả đeo coi chừng nó tưởng đồ thiệt, nó giật quan mạng. Coffee time, trà mấy ông này chơi mặt trượt nè, ghế không? Đó chơi không phải mặt trượt, domino. Domino. Cái chợ này là phát chứ tiếng mà vô đây thấy cái này chắc mê rồi, thấy không? Đó, hot view quá trời. Anh hay cá sấu không nè, đúng là Florida ha, cá sấu không.